Thưa sư, lúc trước con xem một video YouTube, một vị tu sĩ có trả lời vấn đáp của người khác. Không gian được video ghi lại khi đó là ở một nhà hàng. Con thấy tư thế ngồi cùng với lời nói, giọng điệu, cử chỉ của vị này chẳng hề có một chút uy nghi đứng đắn nào một bậc tu sĩ nên có cả. Hơn nữa, vị này lại nói sai giáo pháp, nói sai so với những gì trong kinh điển ghi chép lại. Lúc đó con nghĩ vị này chắc chẳng phải là tu sĩ, nên có viết lại một bình luận để cho những người đang xem họ đọc được. Con giải thích vấn đề đang được đề cập theo cách hiểu của con. Khi học các bài kinh, con mắng vì đó là con lừa chọc. Vậy con hành động như vậy có tạo ác nghiệp gì không? Hình như trong kinh Na Tiên có một người nào cũng mắng một tu sĩ là ông Sa Môn đầu trọc và sau đó phải chịu quả báo rất nặng nề, phải không sư? Xin sư cho con lời khuyên sau này gặp những trường hợp tương tự thì mình cần ứng xử như thế nào cho hợp lẽ. Quý vị biết cái nguyên nhân mà Đức Thế Tôn phải 6 năm khổ hạnh ở rừng già dẫn đến cái việc là ngài bị bao tử, tức là bị ngài bị kiết lỵ đó, là do ở cái thuở xưa ngài đã từng do cái sự ngã mạn mà cái người bạn của ngài kêu ngài nên đến nghe pháp của Đức Phật đi, thì ngài mới do cái lòng ngã mạn ngài nói là ôi cái ông đầu trọc đó mà nghe cái gì chứng Phật, mà Phật không phải dễ vậy đâu. Thì chính cái lời nói của ngài do cái sự ngã mạn ấy, mà ngài phải thực hành khổ hạnh trong 6 năm. Trong khi đó lẽ ra ngài chỉ cần khổ hạnh trong 6 ngày là đủ rồi. Đấy. Còn một cái vấn đề nữa đó là gì? Trong cái câu kinh đầu tiên của kinh Pháp Cú, cứ nhớ giùm: tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác, nếu nói hay hành động với tâm ý ô nhiễm, khổ não liền theo sau như xe chân Phật kéo. Tức là gì? Khi mà mình nói hay hành động bất kỳ một việc gì bằng cái tâm phiền não thì chắc chắn là mình sẽ nhận lấy một cái quả báo bất hạnh. Trong việc này cũng vậy. Dù là quý vị mang danh nghĩa là quý vị hộ pháp, quý vị mang danh nghĩa là quý vị bảo vệ chánh pháp, nhưng mà hành động của quý vị mà quý vị hành động bằng cái tâm bất thiện, tức là bằng cái tâm sân ấy, và thậm chí có khi bằng cái tâm ngã mạn nữa, thì chắc chắn là quý vị sẽ nhận cái quả báo tương xứng với cái hành động đó. Quý vị có còn nhớ là khi Đức Thế Tôn, khi mà ngài khát nước, khi mà ngài băng rừng để mà về thành Kusinara đấy, ngài khát nước mà ngài kêu ngài Ananda múc nước cho Như Lai, mà ngài Ananda ngài cản 3 lần, tới lần thứ tư ngày mới múc, là do thời xưa khi mà Đức Phật còn là chúng sanh tìm cầu giác ngộ á, ngài thấy một cái con bò nó uống nước ở một cái vũng nước đục, cho nên là ngài vì cái lòng đại bi ngài không muốn uống nước đục nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe con bò, cho nên ngài kéo nó đi. Mà con bò nó ghì lại, nó không chịu đi, cho nên ngài cố sức ngài kéo. Mà khi ngài kéo như vậy đó, ngài kéo bằng cái tâm bất mãn, bằng cái tâm sân. Mặc dù cái lòng tốt của ngài là nó khởi đầu bằng cái lòng tốt, cho nên nó cho cái quả báo như vậy. Thành ra bất kỳ việc gì mà quý vị làm bằng cái tâm bất mãn chắc chắn nó sẽ cho cái quả ác nghiệp. Thành ra ngay cả cái chuyện mà nói pháp, hoặc là đưa ra một cái lời khuyên, hoặc là đưa ra một cái sự chỉ trích, thì nó ngay cả cái sự chỉ trích, khi mà sư chỉ trích một cái đối tượng nào đó thì mừng là sư cũng còn nhớ. Đương nhiên không phải lúc nào cũng nhớ, nhưng mà trong những lúc nhớ
thì phải nhớ giải quyết cái tâm sân của mình trước cái đã. Mở miệng ra, vừa mở miệng ra mà có cái tâm sân xuất hiện thì ngay lập tức ngậm miệng lại. Vừa mới tính gõ một vài cái dòng, nhưng mà khi gõ bằng mình phát hiện tâm sân, xóa toàn bộ nội dung chuẩn bị gõ. Lúc đó phải làm gì? Rải tâm từ. Tìm đủ mọi cách làm sao đó để mình có tâm từ. Ví dụ như nghĩ về cái lòng tốt của người ta, nghĩ về những cái công đức, những cái hạnh lành của người ta, nghĩ về những cái điều tốt đẹp mà người ta đã làm. Hoặc là nghĩ người ta như cha mình, như mẹ của mình, như con của mình. Làm sao đó bằng mọi cách để mình có được tâm từ với họ. Và khi đó mình mới bắt đầu mình nói bằng tâm từ. Mình chỉ trích bằng tâm từ. Mình gõ bàn phím bằng tâm từ. Thì khi đó mình mới tránh được ác nghiệp thôi. Nếu không thì chắc chắn mình sẽ bị ác nghiệp. Tôi còn nhớ. Tôi còn nhớ. Cách đây không lâu sư có kể vì một chuyện rồi. Đấy, tức là sư làm phước sư đứng ra giúp giùm cái ngài chánh thân, cái quỷ kinh Tam Tạng Bali này, mà sư chỉ đứng tên giùm, sư hoàn toàn trong sạch nha, là vì lòng tốt, hoàn toàn không vụ lợi, không có một cái, chỉ có trách nhiệm chứ không có quyền lợi trong đó. Vậy đó mà có người đâm thọc sau lưng mà dẫn đến là cái xung đột lên rất là dữ dội, mà cho đến một cái mức độ là nó ảnh hưởng tới sư, ảnh hưởng tới chùa, ảnh hưởng tới ngài chánh thân luôn. Thành ra sư phải đi đến cái quyết định là sư bỏ, sư trao lại cái quỹ đó cho người khác quản lý. Mà cái vấn đề khi mà sư bị như vậy, sư nghĩ là mình đã tạo cái ác nghiệp gì mà mình làm phước mà mình bị người ta cản, bị người ta đâm thọc. Suy nghĩ, à hồi xưa từng có một ông, sư nói ông sư thì nó kỳ, tại theo những gì sư biết thì ông này không còn là ông sư nữa. Có một ông kêu gọi, ông nhân danh chùa Nam Tông, ông kêu gọi xây một cái ngôi chùa ở ngoài Bắc, mà thật sự là không có một ngôi chùa nào ở ngoài Bắc đó hết. Thì khi ông kêu gọi như vậy, ông làm ảnh hưởng tới danh tiếng của chùa, thậm chí ảnh hưởng tới danh tiếng của Phật giáo, tại vì Phật tử họ đâu có biết đâu. Ông cứ kêu gọi, thậm chí là kêu tới Phật tử của sư nữa. Thì sư mới chỉ ra vấn đề và mặt ổng và để cho ổng chấm dứt cái chuyện đó. Nhưng mà khi mà sư làm cái chuyện đó là nó có tâm sân ở trong, dù muốn dù không thì phải nói là cái khả năng tu của sư vẫn còn kém, cho nên là khi giải quyết vấn đề đó sư vẫn còn cái tâm sân ở trong đó. Và chính vì còn cái tâm sân cho nên là sư suy nghĩ, đương nhiên sư không có thần thông, nhưng mà sư suy nghĩ cái nghiệp nào nó liên quan thì à chắc cái nghiệp này nó liên quan, cho nên là nó không sẽ trổ cái quả mà mình phải nhận. Nhưng mà khi nghĩ như vậy thì sư bình tĩnh, tại vì ok, cái nghiệp và quả của nghiệp thôi, ở đây chỉ có nghiệp và quả của nghiệp chứ không ai có lỗi. Thành ra quý vị phải cẩn thận vô cùng nha, phải cẩn thận. Mà cái việc mà sư làm á, sư khẳng định là việc sư làm đúng. Nhưng mà cái việc làm đúng đó mà mình làm bằng tâm sân thì mình vẫn phải chịu cái quả ác nghiệp do tâm sân nó mang nha. Thành ra là phải cẩn thận. Còn những cái trường hợp như vậy thì quý vị đã biết là phải giải quyết như thế nào rồi. Sư có một lời đề nghị và sư đã làm và nó cũng cứu sư được nhiều bạn lắm. Tức là gì? Khi mà mình chuẩn bị mình nấu hoặc mình làm mà mình phát hiện có tâm sân thì bằng mọi cách làm, mọi cách nghĩ, mọi cách làm sao đó để giải quyết tâm sân đó và có cho bằng được cái tâm từ. Rồi khi đó mình mới nói bằng tâm từ, mình mới làm bằng tâm từ, mình mới suy nghĩ bằng tâm từ.
làm sao để có được cái đó, đó. Thì khi đó mình mới cắt được. Còn không thì dẹp qua một bên, để qua một bên, đừng đụng tới nó, đừng đụng tới nó. Quan điểm của sư, thà lấy nghiệp cắn hưởng cái quả cắn còn hơn là làm cái nghiệp mà vừa có đen có trắng mà hưởng cái quả có trắng có đen. Tới hồi xưa ngày sau đời lúc sau mình làm mà mình bị những cái ngáng chân, bị những cái ảnh hưởng, bị những cái cà chớn như vậy, tôi khi nó bực lắm, nó thiệt nha. Hưởng cái quả lành có khi là chưa chắc mình đã vui đâu, nhưng mà chịu cái quả dữ nó quải lắm quý vị. Rồi. À, như vậy thì hẹn gặp lại quý vị ở cái buổi vấn đáp.